Cùng với phân bón, việc cắt tỉa cành hợp lý cho cây cà phê sẽ cho năng suất cao, phục hồi nhanh, cho trái lớn hơn và hạn chế được một số sâu bệnh cho vườn cà phê. Vậy cách làm như thế nào là hiệu quả? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 31 tháng 3 năm 2024 với phần tư vấn chi tiết của tiến sĩ Trương Hồng. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.